Tuyến tiền liệt chỉ có ở nam giới, có kích thước và hình dạng gần giống như quả hồ đào, nằm ở phía dưới bàng quang bao quanh đoạn đầu của niệu đạo. Bệnh viêm tiền liệt tuyến ở nam giới có thể gặp ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng phổ biến nhất là đàn ông trung niên. Không xác định được các dấu hiệu của viêm tiền liệt tuyến sẽ dẫn đến phát hiện bệnh muộn, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Viêm tiền liệt tuyến là tình trạng viêm nhiễm xảy ra ở tuyến tiền liệt do nhiễm khuẩn hoặc không nhiễm khuẩn gây nên. Bệnh thường phát triển khá nhanh dẫn đến rối loạn chức năng sinh lý của nam giới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày cũng như cuộc sống tình dục của đàn ông. Bệnh có hai dạng thường gặp nhất là viêm tiền liệt tuyến cấp tính và mãn tính, tùy vào tình trạng bệnh mà có những dấu hiệu nhất định. Dấu hiệu viêm tiền liệt tuyến nhiễm khuẩn cấp tính, tiểu khó, thường phải cố dặn ra, không đi tiểu được ngay, khi tiểu thường có cảm giác buốt, rát, đau vùng bẹn bìu, sương mu hoặc xung quanh cậu nhỏ. Có thể xuất hiện máu ở trong nước tiểu và tinh dịch. Người bệnh thấy rét như bị cúm, ớn lạnh. Có trường hợp rối loạn chức năng khi giao hợp, như đau buốt khi xuất tinh hoặc rối loạn về sự co cứng dương vật, đau đớn khi xuất tinh. Viêm tiền liệt tuyến ở dạng cấp hay mãn tính đều gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của nam giới. Nếu để lâu không khắc phục khiến bệnh xuất hiện với nhiều triệu chứng phức tạp, rất khó khăn trong việc điều trị đồng thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Prostanix là một trong những sản phẩm trị phì đại tuyến tiền liệt tốt nhất hiện nay. Phát minh mới này giúp giảm triệu chứng u xơ tiền liệt tuyến ở nam giới, tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu nhiều lần. Ngăn chặn mầm móng tế bào ung thư, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hỗ trợ chức năng gan, giúp gan hoạt động tốt hơn và giải độc gan toàn diện. Hạn chế phát triển u xơ phì đại lành tính. Cách sử dụng Prostanix. Mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên. Uống Prostanix hàng ngày để đạt hiệu quả nhanh chóng. Kéo dài thời gian sử dụng cho đến khi đạt kết quả tốt nhất. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.